Dạ, con chào cô. Dạ, con mời cô ngồi. Dạ cô ơi, cô giới thiệu bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả được biết. Xin chào khán giả gần xa. Cô tên Trần Kim Loan, quê quán Chợ Gạo Tiền Giang. Chợ Gạo Tiền Giang là hiện nay đang là phụ mẫu của hai cô gái xinh đẹp Nam Anh và Nam Em. Nam Em. Dạ. Rồi chị đâu, Nam Anh đâu? Đi quay phim rồi. Quay phim hả? Là em lên đây là về quê chở mẹ lên hay là mẹ ở với hai chị em rồi? Không, tại em mới đi Hà Nội về á, cho nên là mẹ em cũng dưới quê trong Thanh Long á, mẹ cũng bắt xe chạy lên rồi em cũng chạy về cho kịp. Trời ơi, như vậy là mẹ tự dưới quê Tiền Giang rồi mẹ chạy lên hả mẹ? Mẹ đi hồi lúc 11 giờ. 11 giờ là tới đây mệt không mẹ? Mẹ lên tới đây tới nhà là 2 giờ rưỡi đó con. 2 rưỡi dạ. Là sửa soạn là đi luôn. Vô rồi mặc đồ là đi luôn. Mặc đồ đi luôn. Con thấy bộ đồ ngày hôm nay là đặc biệt nha, rất là thời trang nha. Nửa bên này nửa bên kia có thể phải là stylist lẫn gái mình làm cho mình cái bộ đồ về không mẹ? Ừ, gái á. Gái làm luôn. Nam Em á. Nam Em làm. Nói nha. Dạ. Sao nhìn Nam Em rất là khác với lại ở trên hình nha. Dạ con thấy con giống vậy mà nay hơi ốm hơn đúng không? À, tại sao ốm vậy Nam Em? Chắc tại em bị bệnh nhiều nên em ốm nhanh. Bệnh sao nhiều vậy? Ốm nhanh hả? Sao phải giữ gìn sức khỏe nha. Gia đình mình là có bao nhiêu anh chị em gì mẹ? Nam Em, Nam Anh rồi còn ai nữa không? Gia đình của cô là cô được 3 người con. Dạ. Con trai lớn là tên Việt. Việt. Rồi hai đứa nữa là Nam. À, Nam. Việt Nam. Là vì lý do là ngày xưa ông nội của Nam Em á, cứ di chúc để lại là khi ba đã qua đời, con hãy nên nhớ đặt tên cho mấy cháu, tên nước nhà cho ba. Trời ơi. Là Việt Nam giàu mạnh. À chà. Việt Nam giàu mạnh. Ừ. Có nghĩa là Nam. Con trai lớn là Nguyễn Quốc Việt. Việt. Rồi Nam thì có rồi. Ừ. Chứ chơi giàu mạnh đâu hả chị? Nhưng mà sau cùng là chị sanh có 2 lần. Dạ. Một đứa lớn là Việt, nhưng hai đứa sau là sanh thôi. Dạ. Dạ. Làm sinh người con đầu tiên là bao năm sau mới sinh ra Nam Anh Nam Em? 6 năm. 6 năm. Ừ, là có biết sinh đâu hay không? Hay là tới đó là... Không biết. Không biết. Tại vì hồi xưa ở dưới quê làm lụng rồi tới chừng đi sanh rồi ra mới biết thôi. Dạ. Chứ không có đi siêu âm đồ gì hết á con ơi. Dạ. Cái bụng nó có bự hơn lúc trước không? Sau cùng gần sanh nó bự lớn lắm chứ. Dạ. Ừ, mà sao mà tới chừng mà sau sanh rồi á, cô về mới nằm ngẫm nghĩ lại. Hồi xưa mình mang thai cái Việt á. Dạ. Là mái có một bên. Nhưng bây giờ nó mái liên tục hai bên. Hai bên luôn. Hai bên. Là hai chị em quậy từ trong bụng quậy ra rồi. Đúng không? Lúc mà 5 giờ sáng. Dạ. Cho tới 4 giờ chiều cô mới sanh. Cho nên huyết áp cao lúc đó không có sanh được. À. Bác sĩ nói rằng là huyết áp cao là mẹ rất là quan trọng. Dạ. Nhưng mà chích thuốc rồi sau cùng là sanh được. Mà sanh Nam Anh ra rồi, Nam Em đuối sức không sanh được. Trời ơi. Cho nên lúc đó Nam Em bị ngộp. Bác sĩ mới phụ bắt Nam Em ra. Dạ. Thì trong khi bắt Nam Em được rồi thì Nam Em nó bầm tím, nó không còn khóc nữa. Dạ. Thì thời gian đó bác sĩ mới hút mũi, mới đưa Nam Em đi hấp điện. Có phải vậy giờ nó lên lớn rồi nó ốm không hay hai chị? Em biết không, đi hấp điện là 5 ngày á, chị mới thấy mặt được Nam Em. À. Ừ, nói bởi vậy. Mà nó dễ nuôi không chị? Ồ, ra nó dễ nuôi không? Sanh ra rồi, hai đứa sanh đôi rồi, khiến nó dễ lắm em. Ôi dễ lắm hả? Ừ, dạ. Em chỉ cần nó mở mắt ra là nó khóc là em chỉ cho ôm mình sữa là tự bú, tự nằm ngã nó ngủ. Nhưng mà tại sao mình không đặt là Nam chị, Nam Em, tại sao lại Nam Anh, Nam Em? Là anh là bắt đầu từ đâu vậy mẹ? Có nghĩa là ngày xưa là sanh ra rồi bà nội nó tự đi khai sanh. Dạ. Bà nội là để là Nguyễn Thị Lệ Nam là Nam chị. Dạ. Để chứ chị, à. Nam chị, Nam Em. Dạ. Nhưng mà sau này Nam chị á, nó mới nói rằng là đi làm nghệ thuật có đôi lúc cái Nam chị nó không có gặp may mắn. Dạ. Cho nên nó mới vừa đổi tên là Nam Anh. À, có nghĩa là vậy. Và lúc sinh ra là thấy lớn lớn là thấy xinh đẹp như bây giờ không? Hay là đẹp chỉ đẹp mới đây thôi cô? Hồi nhỏ sinh ra rồi cái nó bú sữa mẹ ít, hai đứa đó. Dạ. Uống bú bình đó. Trời, nó phát, nó mập, nó trắng tươi mà nó lúc 5 tháng mà một đứa 9kg 3. Dạ. Một đứa 9kg 2 năm chục, Nam Anh thì 9kg 3. Là cũng xem nhau phải không? Xem nhau nhưng mà vì lý do em nó hơi yếu hơn, nó hơi nhẹ cân hơn tí. Nam em nghe mẹ em kể đó, cái nào ở nhà mẹ kể em nghe cái chuyện mà em khó sinh như vậy không? Hay là ngày hôm nay nhân chương trình này em được nghe câu chuyện đó? Thật ra em cũng có nghe rồi nhưng mà em không có tin. Tại vì em nghĩ là con người mang thai đã khó mà sinh khó vậy thì làm sao sống được? Là còn đẹp nữa, nhiều người. Đẹp là bao nhiêu tinh hoa là dồn vô hai chị em hết. À... cái ngoại hình lúc trước em hai chị em rất là tròn đúng không?
Không phải tròn mà là đen hôi. Đen hôi không hôi, hôi luôn hả? Có hôi không? Có hôi. Có hôi luôn hả? Nhỏ tấm heo. Hồi nhỏ tấm heo hả? Tấm heo giỏi lắm. Sao vụ tấm heo, kể nghe vụ tấm heo. Tức là nhà mình ngày xưa nuôi heo hả cô? Nói chung là cái này nói thật lòng. Dạ. Ngày xưa thì gia đình cô thì cha với mẹ thì hạnh phúc nó cũng không trọn vẹn. Dạ. Nói vậy con hiểu. Nhà cô thì cũng ở xa. Dạ. Ở xa trường. Rồi đi học thì hồi xưa lộ đất, mỗi lần đạp xe đạp nó dính đầy đất, cực khổ lắm. Cho nên cô Sáu nó mới nói thôi bây giờ để cho hai đứa nó ở lại học gần. Tại vì cái trường đó nó ở gần lộ nhựa mà bước qua chỉ có chừng 5-6 thước tới à. Dạ. Rồi ở đó cô Sáu nó nuôi lần cả 100 con heo. Trời dạ. Trăm heo mà heo nái rất là nhiều. Ban ngày hai đứa đi học. Cô thì ở quê đi làm. Dạ. Đi kiếm tiền lên phụ cho con nó đi học. Tối phải ra giăng cái võng ngoài cái chuồng heo á. Để giữ chăn mấy heo nó đẻ đó. Dạ. Heo đẻ một bầy đó hả, nó khát sữa thì bổ con tập xuống trên cái võng á, rồi xuống cho bú. Mà năm em hồi nhỏ nó ngoan lắm. Mà cô Sáu nó chỉ qua rồi là nó cho heo uống cho nó đều răng rắc. Khi mà lớn lên rồi 7-8 tuổi mà khi mà cô Sáu luyện á, heo xanh mà xanh khó khăn á, nó thò tay nó bắt heo. Tụi nó gan quá ha. Như vậy là em có khiếu rồi đỡ đẻ heo từ nhỏ hả nam em? Không phải là đỡ đẻ, không phải là khiếu luôn mà em kiểu như em không sợ hả? Anh nghĩ thì gặp anh chứ anh sợ lắm á em. Không phải sợ nhưng mà nó là sinh mạng mà. À. Lúc đó em chăm heo em xem nó như con của em, thương lắm. Trời. Mỗi lần mà có vấn đề gì xảy ra em cũng buồn. Dạ, có khi nào heo bệnh mà em chăm sóc con heo không? Hoài luôn, ngày xưa heo hay bị tiêu chảy á. Cực lắm nhưng mà không bỏ được. Rồi nhiều khi bị bệnh có những con ăn không được hay ngồi đút cho nó ăn nữa chứ. Đúng rồi, lúc dạ, mà mấy rồi. Con mà nhỏ mẹ nó đè chết á. Trời. Phải đem đi chôn cất rồi đốt nhang đàng hoàng. Chứ không phải là đem giục cho cá ăn. Vậy ngoài cái chăm sóc nuôi heo đó em cũng khó khăn cực khổ khi mà cái tuổi thơ của em không? Em nghĩ là khó khăn về tinh thần thôi. Tinh thần hả? À, tại là... vì ngày xưa em đã đam mê nghệ thuật rồi mà gia đình em không có cho. Gia đình em nghĩ là không có điều kiện. Tại vì dưới quê người ta nghĩ là có tiền để kiếm ăn là mình đã hạnh phúc rồi, không có nghĩ tới chuyện là phải ca hát rồi này kia. Cho nên là mọi người không có xem trọng cái việc là cho con mình đi học những cái nghề đó. Nhưng mà tại sao em lại bước qua được cái rào cản đó? Tại vì em nghĩ là cuộc sống chỉ được một lần thôi. Em theo đuổi cái ước mơ của con từ nhỏ là con đã đi hát rồi. Từ năm lớp 3 tuổi là con đã mặc váy con đi hát. Trốn đi hát. Hát ở đâu mà trốn đi hát là hát ở đâu? Thì những ngày mà trường tổ chức đi thi á, thì trường sẽ chở đi. Thì mình có nói mình đi học thôi. Là trốn mẹ đi đúng không? Đã bác cho con hỏi là bao nhiêu tuổi là bác phát hiện là năm anh với năm em có năng khiếu? Và năm anh với năm em ai có năng khiếu nhiều hơn? Có nghĩa là năm anh ấy, cô sinh ra từ hồi học từ bé mẫu giáo á. Dạ. Chập chững là nó đam mê nghệ thuật ca hát rồi. Em tại em thương mẹ. Không phải thương vì mẹ lo cho các con đâu mà vì thương mẹ. Ngày xưa mẹ cũng rất là đam mê nghệ thuật. Đó, đúng vậy. Ở dưới quê người ta không có nhiều cái hoạt động điều kiện để đúng cho rồi. Mẹ có vậy. Cho nên là giờ mỗi lần mà em mặc quần áo đẹp hoặc là em đẹp á, em không dám xuất hiện trước mặt mẹ. Tại em sợ mẹ tủi thân. Nhưng mà tại bây giờ em có điều kiện rồi sao mà em không quay MV cho mẹ chẳng hạn. Đúng không? Để cho mẹ có cơ hội bộc hết cái năng khiếu nghệ thuật của mẹ. Mẹ em bị cái vậy nè, giống như là ăn cơm mà em nói là em ăn cái đó. Cho mẹ nói là không, mẹ không ăn đâu, không có thèm. Rồi sao mẹ nhường cho em ăn. Nhưng mà sao lúc đó em thấy mẹ ăn lại. Ăn đồ ăn của em đúng ăn không? Ăn lại cái quá rồi. Thì lúc đó em nghĩ là nó là con mẹ. Và em nghĩ là em có quá nhiều điều kiện mà có nhiều khi em rất là giận mẹ. Em nói mẹ là bây giờ mẹ đi chơi đi, mẹ đi du lịch đi, mẹ đừng có ở nhà buồn lắm, mẹ đi du lịch. Mẹ ngày xưa có điều kiện rồi mà mẹ sợ tốn tiền á, mẹ thấy con đi làm cực, mẹ không dám xài tiền của con. Rồi sau đó anh mở nhà hàng, em nói là bây giờ mở nhà hàng mình sẽ kiếm tiền, rồi gia đình mình sẽ khá giả, mẹ cũng sẽ tự chủ hơn, mẹ sẽ kiếm được tiền. Tại vì em biết tâm lý mà mình không kiếm được tiền á, mình xài tiền người ta nó mệt lắm. Sau đó nhà hàng cũng thất bại,
Nhưng mà sau đó em thấy mẹ em tự tin hơn cuộc sống vì mẹ em có rất là nhiều người bạn. Và đặc biệt là những người bạn đó rất là tốt với mẹ, nhiều khi còn giúp đỡ mẹ. Thật ra cái đám thanh long bây giờ là cũng là tiền giúp đỡ của những người yêu thương em gửi cho mẹ để mà có để mẹ làm thanh long. Mà thật sự về thanh long chỉ là một điều để cho mẹ tự tin hơn thôi. Mẹ đi làm, mẹ có công việc, mẹ làm, mẹ tự tin hơn cuộc sống, mẹ cầm tiền, mẹ cũng không có thấy ngại. Thì đó là một điều rất là hạnh phúc bây giờ. Vậy khi mà những lúc mà em buồn, những khi mà em vấp ngã đó, thì cái người nào mà em tâm sự nhiều nhất? Em không dám tâm sự hai á. Tại thật ra anh hai con dưới quê cũng rất là yếu đuối trong tình cảm. Chị hai cũng, chị Nam chị cũng hay bị lừa tình. Rồi mẹ thì cũng cô đơn, nên là em không có dám chia sẻ nỗi buồn cho mẹ. Đôi khi vậy thì mình sẽ làm sao? Rồi mình phải giải tỏa cái nỗi buồn đi mình bằng cách nào? Cái tánh của Nam em á, em ơi. Dạ. Mỗi khi mà nó đi làm nghệ thuật, nó có cái gì nỗi buồn, hoặc là những cái khi mà nó đi làm có cái gì mà nó làm mà không đạt, nó bị người ta nói hơi nặng đó. Dạ. Cô thấy nó bước vào cửa là cái mặt buồn là cô biết. Nhưng mà không bao giờ than với mẹ, mà mẹ vẫn biết con có chuyện buồn, rồi đóng cửa lại tự khóc. Đó là bắt đầu chỉ biết chỉ để cho con mình tự khóc, để cho nó giải tỏa, nó giải tỏa được cái nỗi buồn của nó. Tự khóc rồi tự lau nước mắt, tự ra rửa mặt, chứ không bao giờ mà con khóc mà mở cửa để nói. Tại vì lý do mà khi cô sanh, cô biết tính con cô, khi mà có nỗi buồn hay gì đó, đóng cửa khóc là để tự nhiên. Có người mà ví dụ như cô vô cô nói đó, cảm thấy như là nó đè nặng hơn. Bữa nay nói thật lòng với em, với Lâm, là đôi lúc như thấy con mình đóng cửa khóc ở ngoài rất là xót xa. Nhưng mà thôi, để cho con mình nó giải tỏa được cái nỗi buồn, cái nỗi đau, là những cái bức xúc gì đó, để xong rồi là ra là cảm thấy nhẹ nhàng. Khi mà em tham gia nghệ thuật là bao nhiêu tuổi em mới tham gia nghệ thuật Nam em? 18 tuổi thì em đi thi Hoa hậu rồi. Hoa hậu? Tự đi thi, thấy mình đẹp quá là tự tin và mình đi thi? Không, lúc đó chưa biết đẹp đâu cô. Lúc đó chỉ là gia đình khó khăn quá. Là đi thi nhan sắc bạn cũng thích đúng không? Em thích được mặc đồ đẹp, thích được phấn son. Thật ra lúc đó em thích ca hát thôi, em không có biết hoa hậu. Trong đầu em không biết hoa hậu là gì luôn á. Thì nhưng có người nói là em đăng ký thi đi, thì em đi cho vui thôi. Quần áo đâu em đi thi? Người ta cho mượn. Người ta cho mượn hả? Là từ dưới quê mà đi lên Sài Gòn thi hay sao em? Dạ, em lúc đó em đi ra Hà Nội học. Ra Hà Nội học? Nhà em nghèo, lúc ba mới mất nữa. Hồi đó cô định cho Nam em với Nam Anh nó học trường, là thi vô trường là giáo viên. Dạ. Nhưng mà Nam em nói rằng là ba mất, mẹ thì mới lo vợ cho anh hai, khả năng gia đình mình thì gặp khó khăn. Dạ. Thôi để con thi vào ngành nghệ thuật quân đội, tự con vươn lên. Dạ. Thì trong lúc đó Nam em mới thi vào, đi được tuyển thi trường đại học ở Hà Nội. Dạ. Thì cũng gặp may mắn, nói chung là cái sự may mắn. Ra trường Hà Nội học thì trong quá trình thời gian Nam em học được mấy tháng. Dạ. Thì ông hiệu trưởng trường rất thương như con ruột của mình. Mới nói Nam em rằng là chú thấy con tướng cũng xinh đẹp, thôi con đi thi Hoa hậu đi. Dạ. Biết đâu may mắn con được vào Hoa hậu. Dạ. Thì Nam em mới nói rằng là ba con vừa mất, nên mẹ con hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để mua sắm cho con đi thi. Dạ. Thì lúc đó ông hiệu trưởng có nói là thôi để nhà trường đóng góp những tiền tiết kiệm đó. Dạ. Để góp lại đừng sắm sửa rồi đi mượn đồ cho con mặc đi thi. Ơi, tức là may mắn tới liên tục người ta giúp đỡ rất là nhiều luôn. Giúp đỡ lắm. Rồi bắt đầu trong khi đó đi thi thì bao nhiêu thí sinh thì may mắn là lần đầu quá khờ, năm mới 17, 18 mà. Dạ. Cho nên năm em được vào top cuộc thi Hoa hậu năm 2014. Đó là cột mốc quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ cô nhớ là cái kỷ niệm cái ngày mà năm em đăng quang á, cô có đi coi không? Cô có đứng dưới cô cổ vũ không? Cô ao ước được cái ngày đi xem lắm. Nhưng cái năm đăng quang là cô có đi không? Không. Trời. Có nghĩa là gì? Cái năm đó là Nam em học trường ở Hà Nội. Dạ. Thành thử ra tự lực ở ngoài, ông thầy hiệu trưởng đưa đi thi. Dạ. Sau đó Nam em mới được vào top 30. Thì trong đêm đó thi ở tại Cần Thơ, cô định xuống để xem. Nhưng mà lúc đó cô đi làm, cô đứng bếp, cô nấu cho công ty để 1.000 công nhân của Bắc Nam, của Nam em ăn đó. Dạ. Thì cô định là có nói rằng là để xuống xem. Nhưng mà vì lý do Nam em nói thôi, mẹ ở nhà mẹ đi làm đi, mẹ đi xuống đây đường xa lắm. Mà giả lại bây giờ không phải riêng mình con, tới 30 thí sinh lận
con chỉ thi để có danh nghĩa chứ không có hy vọng để con đạt danh hiệu cao. Thôi ở nhà tối mẹ bắt truyền hình mẹ xem. Dạ. Yeah. Thì thôi lúc đó cô với anh Hai Việt nói thôi bây giờ mẹ con mình không đi. Dạ. Yeah. Tối nay ở nhà bắt truyền hình xem. Dạ. Yeah. Mới lần đầu xem á cứ nghĩ rằng là con mình không biết được vô top 10 hay không. Dạ. Yeah. Nhưng mà mới rồi sau cùng rồi tới chừng mà tới thứ 9 á mới gọi tên tới cái tên nam em. Là tưởng đâu là không có vô top 10. Nhưng mà may mắn cái cuối cùng, cái số cuối cùng là nam em. Ừ, cái số cuối cùng là nam em. Nhưng mà sau cùng đó cô chỉ nghĩ là được vào top 10 thôi. Không có nghĩ vào được là cái ngôi vị cao. Thì sau đó thì hai chị em có cô Tư nữa nữa. Cô Tư nó hôi giờ mình đi ngủ đi. Nam em vô được top 10 mừng rồi. Cái ráng coi chút cái vô được top 5. Rồi top 5 nữa. Rồi hồi hộp có chịu ngủ chưa? Không, hồi hộp. Không ngủ được. Rồi sao nữa nè? Thì người ta vô top 5 thì cô Tư nó nói không, vô top 5 rồi chắc không có đường đi lên nữa. Hả nữa? Không có lên nổi nữa đâu. Top 4. Nhưng mà sau cùng đó là cái trả lời ứng xử của nam em. Cái mấy cô nó nói chắc cô nó bàn chắc cũng được á hậu 2 vậy. Sau cùng cái kêu á hậu 1, á hậu 2 rồi ra hết rồi còn có 3 thôi. Không có luôn. 3 rồi là cái trong nhà chỉ nghĩ là chắc top 5 thôi. Top 5 thôi. Là mấy đứa kia ngôi vị cao rồi. Rồi. Cái bắt đầu là sau cùng đó là số báo danh của nam em là 1 3 1 3. Như mẹ nhớ. Số báo danh là 1 0 3 1 0 3. Nhớ số báo danh như vậy luôn là biết thương con. Giờ quan tâm thế nào rồi 1 0 3. Nhưng mà trong 1 3 1 1 3 1 1 3 1. Nhưng mà trong lúc đó mấy đứa kia nó cũng có số 1 đứng đầu. Dạ. Mà đọc số 1 mình chưa có biết nữa. Dạ. Ừ. Chứ đọc số 1 cái đọc số 3. Rồi bắt đầu. Ở nhà sao lúc cái cảm xúc của cô nhà sao? Trời ơi không phải. Cô đang ngồi với cô với mấy chị với mấy cháu nó ẩm cô nó xoay tròn rồi bắt đầu nó ẩm xong nó đè cô xuống lên cái liên quan nó đè nó hung vui quá con. Mấy đứa cháu cô với anh Tư á nó đè nó hung thôi nó hung nó bắt đầu nó ẩm nó xoay pha rồi cả quê hương cô bắt đèn vậy tưng bừng tới sáng. Rồi lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Em còn nhớ lại cái khoảnh khắc không? Và người đầu tiên mà em điện về là ai? Thật ra mọi người cũng muốn xuống. Nhưng mà em nói là thôi đừng xuống, chắc không được gì đâu. Tại không có mua giải. Rồi tự nhiên gọi vô top 10. Thì cũng nghĩ như mẹ là thôi chắc tới đây là hết rồi, không có vô top 5 nữa. Thế con nghĩ chắc thôi gán cho lỡ ứng thử cho nó xong nè, để mất mặt gia đình nè. Rồi trả lời ứng thử xong rồi cũng nhận mấy giải phụ rồi đó. Xong rồi lúc mà kêu tên, lúc mà em đăng quang á, cái niềm hạnh phúc lớn nhất của em là tất cả khán giả dưới người ta đều đọc cái số báo danh của em á. Và sau khi em đăng quang á, tất cả mọi người đều hò reo vui mừng á. Thì đó là cái sự hạnh phúc mà em nghĩ là cái giải thưởng nó không quá lớn đối với em thời điểm này. Còn đối với em thời điểm đó thì nó giống như là cái gì nó kinh khủng lắm. Khiếp đúng không? Mà tất cả mọi người được công nhận đó, cái cảm giác mà người ta công nhận mình được cái giải đó đó, nó hạnh phúc vô cùng. Rồi sau đó về em không nhớ rõ là lúc em gọi cho ai, tại vì lúc đó không còn cái hồn ở trong người. Vui quá, hạnh phúc quá đúng không? Mất hồn hết trơn rồi, nó chỉ nhớ là cầm đội cái vô nhị, cầm cái cúp, cầm im như vậy thôi. Về tới phòng vẫn cầm không nói lời. Rồi bao nhiêu lâu mới về gặp mẹ? Lúc đó còn phải đi làm nhiệm vụ này kia nhiều lắm, em cũng không chưa nhớ. Chưa về gặp mẹ nữa. Lúc đó em chưa có hoàn hồn được cho nên vậy em cũng không nhớ nữa. Nhưng em chỉ nhớ là cái khoảnh khắc lúc đó xong rồi đó. Rồi còn phải đi từ thiện ở Cần Thơ rồi đi các nơi cỡ tháng mới được về quê. Năm anh năm em về có phụ cô hay là ở trong nhà sợ đem không? Cô năm em không có. Năm em Tết về là với năm anh giỏi lắm ạ. Dạ. Nhưng mà có điều một cái là cô rất là vui là hai con đi làm nghệ thuật vất vả cỡ nào tới ngày 27 là bắt đầu là bỏ hết công việc đo về năm, nhất là năm em á. Dạ. Rất là tôn trọng là bàn thờ bàn lạc trang trí tên ấy. Một đi về hả? Đi về là bạn thức trắng đêm trang trí chân bông. Mỗi lần con không coi Facebook á, chân bông toàn bộ là năm em á. Dạ. Năm em chân nó rất là quý mà chân bông rồi xong thắp hương ông bà nội rồi cha cúng đàng hoàng rồi mới đi. Dạ bây giờ là năm anh năm em đã đón mẹ lên Sài Gòn ở rồi đúng không? Dạ. Dạ bác cho con hỏi á. Hỏi đi con. Là ở trong nhà năm em với năm anh ai là người có tật xấu nhiều nhất và tật xấu của mỗi người là gì?
Bây giờ con hỏi cái tật xấu, cô không có đoán được cái tật xấu của hai đứa. Có điểm xấu nè. Tự khai đi nè. Em tự khai đi. Bị cái em bừa lắm. Bừa đúng không? Nhưng mà bài. Em cũng dọn. Nhưng mà bị cái gì nè, em mà thấy cái gì nó không vừa ý là em bài bài bài. Xong rồi về em dọn. À là tự dọn, biết bài là biết dọn. Nhưng mà có nhiều khi mẹ lại dọn. Dạ. Có nào năm anh năm em mà cãi lộn mà đánh lộn luôn không? Mà dạ. Mẹ phải can không? Không bao giờ. Dạ, cãi lộn có không? Cãi lộn thì kiểu bạn nhân bạn kiểu cãi lộn. Bạn hay hai chị em mà kiểu bạn nhau hả? Kiểu bạn nhân bạn chị kia. Ôi giời, thế được chặt vậy là không. Kiểu cãi rất là vui chứ không phải là căng mà ít lắm. Ít thôi có cãi lắm không? Dạ. Ít lắm. Có nhiều lúc đi về, hai chị em đi làm về đó, cô nhà cô canh cô ngủ, có người ngày xưa cô với cô làm mệt là 8 giờ cô ngủ à. Dạ. Mà theo hai đứa con giờ có khi qua 1 giờ cô mới ngủ. Dạ. Nó quen rồi. Mà hai đứa con cô về á là cái thang máy, tới cái thang máy nghe cái ét là cô biết. Nó hát. Hát nào cái nào mà hàng xóm bán vốn không cô? Không có bán vốn nhưng mà hát tới cửa đứng hát vậy đó. Dạ. Hát rong rong hát bản này bản kia vậy đó. Dạ cô yên tâm đi là khi mà thang máy cô nghe nhưng mà trên Facebook là tụi con cũng nghe năm em hát nữa. Lâu lâu buồn là quay clip hát. Đúng không nam em? Em nói giữa 12 giờ khuya không để làm sớm lên gì ngủ ca. Tao nói ca thì là mà đã cái cảm xúc rồi thôi. Dạ. Xóa. Có khi là ba mẹ con hát luôn. Dạ. Cô ủa mà nhà mình hay quá mà. Có dàn karaoke không hay là hát chay? Cái lo kẹo kéo anh. Rồi mua tới cái lo kẹo kéo em ở chung cư mẹ em quất cái lo kẹo kéo luôn hả? Rồi ai làm lại em? Hả? Mà cái chung cư em vui lắm, đám vỗ, đám cưới, sinh nhật, cái gì cũng tổ chức rồi, lễ hội chung cư. Nói chung là ở đó không khí nó bình dân mà nó rất là ấm cúng. Cho nên mọi người hiểu hết. Rồi nhiều khi mọi người cũng ca lại chứ. Tức là em là đội trưởng hội văn nghệ của khu em đúng không? Không phải hội trưởng nhưng mà ở đó ai cũng là hội văn nghệ cho nên người ta quen của mình. Cũng may mắn. May mắn là mà mình ở chung mến trong hai đứa cơ đứa này lắm. Dạ. Tại vì nó thân thiện á. Thân thiện không có ra không có màu mè đúng không? Nó về tới ta nói bảo vệ rồi ai cũng mừng đón dữ lắm. Thích đúng đó. Rồi. Con cũng nghĩ khi mà tiếp xúc với nam em á cô ấy rất là chân thật, dễ thương. Hòa đồng ngay con của con ở nhà cũng mê lắm. Hỏi con Nhi nam em nhảy sao? Là đưa hai cái tay nhảy vậy nè. Là mê, rất là mê nam em luôn. Cô từ khi biết nam em nó giàu người thật tới nay á, cô xem truyền hình cô xem con rất là nhiều. Con hả? Ừ, rất nhiều luôn. Nhưng mà ở ngoài con trẻ còn đẹp hơn trong truyền hình quá. Đẹp lắm luôn á, trẻ quá. Dạ, con cảm ơn cô. Và bây giờ là một cái phần mà nói chung là con với Cương Thủy rất là thích, đó chính là lời chưa nói. Có nghĩa là khi mà trong cuộc sống á, những lời rất là khó nói mà hai mẹ con không bao giờ mà có thể nói cho nhau. Thì nhân chương trình này, nam em, em có điều gì muốn nói với mẹ của mình không? Thì em cũng khuyên mẹ nên mạnh mẽ nhiều hơn nha mẹ. Không mà có cái lời gì, có lời gì mà từ đó giờ có bình thường nói thương mẹ được không? Cái nó nói mẹ ơi con thương mẹ quá hay là sao không thì đó. Em không nói được cái đó. Hai mẹ con dù không nói nhìn nhau em biết là con mình nó muốn gì nhưng mà vẫn muốn chị cho một cái lời nhắn nhủ với con. Hôm nay là hai mẹ con được ngồi tâm sự ở đây. Dạ. Để lời nhắn nhủ cho nam anh với nam em là cầu mong cho hai con luôn luôn là sức khỏe tốt, phục vụ cho khán giả những cái lời hát được khán giả yêu quý gần xa là điều cô là mong muốn, là điều cao quý nhất. Dạ. Như đó hả cô? Dạ cảm ơn cô Lon với nam em đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.